Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trong kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, People Daily Online, Thiên Tân ngày hôm nay đưa tin, từ ngày hôm kia đến ngày hôm qua, trên lưu vực sông Hai Hề đã có mưa lớn và tất cả lũ vượt mức cảnh báo đều đổ ra biển qua Thiên Tân. Theo các báo cáo, lượng mưa trung bình của trận mưa lớn này ở Thiên Tân là 98,6mm. Đây là lượng mưa lớn nhất trong cùng thời kỳ lịch sử kể từ năm 1978. Các quận Bắc Thần, Hà Bắc, Hồng Kiều, Ngô Khánh, Bảo Định và Tế Vân đã vượt quá mức mưa lớn và có 18 điểm ngập nước ở khu vực đô thị Thiên Tân. 2,36 triệu hectare đất nông nghiệp ở các quận và huyện phía Bắc bị lũ lụt nhấn chìm. Trước tình hình lũ lụt nghiêm trọng, Bộ Tư lệnh Phòng chống thiên tai thành phố Thiên Tân đã nhanh chóng triển khai ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ cấp 3 để xả lũ thượng nguồn toàn lực và đảm bảo an toàn cho việc kiểm soát lũ lụt ở Bắc Kinh. Văn phòng Quốc phòng thành phố đã mở trước cửa xả Triều Bạch mới trên sông Tử Cố, cửa xả Ninh Chế Cổ và cửa xả sông Tế Vân, đồng thời chuẩn bị cho các khu vực chứa và giữ lũ trong vùng trũng Đại Hoàng Bảo, đồng thời thực hiện các biện pháp di dời và tái định cư 67 ngôi làng và 45.700 người. Lực lượng phòng chống thiên tai quận Ngô Thanh và Bảo Di đề cập đến việc triển khai các bờ bao cao, kiểm soát lũ lụt và cứu hộ khẩn cấp và di chuyển và tái định cư trước hàng loạt, chuẩn bị sẵn sàng cho lũ lụt. Kế Tiên đã nỗ lực hết sức để ngăn chặn sạt lở đất và nhanh chóng di chuyển 292 hộ gia đình, 1.106 người và 260 khách du lịch, xử lý thành công 14 nguy cơ lũ quét nghiêm trọng và 72 tình huống nguy hiểm khi lũ lụt và sạt lở đất xảy ra. Vào lúc 1 giờ ngày hôm qua, đỉnh lũ 1.590 m khối mỗi giây đã xuất hiện tại trung tâm Bắc Quan của kênh Đạo Bắc ở Bắc Kinh. Và vào lúc 12 giờ ngày hôm qua, đỉnh lũ đã xuất hiện tại cửa trung tâm Đồ Môn Lâu của kênh Bắc đạt 1.225 m khối mỗi giây. Do chênh lệch lớn giữa khả năng xả lũ và khả năng thiết kế của kênh giảm lưu sông Vịnh Thanh Long, để đảm bảo xả lũ an toàn, Văn phòng Quốc phòng thành phố Thiên Tân đã tích cực phối hợp với Bộ Tài nguyên nước, các tỉnh thượng nguồn và các sở kiểm soát lũ lụt của thành phố để điều tiết lũ một cách khoa học. Lưu lượng xả lũ là 1.090 m khối mỗi giây, kênh Bắc xả 135 m khối mỗi giây. Đồng thời, Văn phòng Quốc phòng thành phố đã bố trí cho quận Ngô Thanh và quận Bảo Di vận chuyển trước nhiều vật liệu chống lũ, gấp rút xây dựng đoạn nguy hiểm dài 15 km của sông Kiến Hà, Vịnh Thanh Long và kênh Bắc, đồng thời theo dõi đỉnh lũ và dòng chảy theo thời gian thực, tổ chức cho 9.500 người đến bờ kè để điều tra và cứu hộ, loại bỏ các tình huống nguy hiểm như đường ống cống và bờ kè rò rỉ. Và trên cơ sở đảm bảo an toàn tràn bờ kè, phấn đấu không xả lũ vào lũ khu vực lũ trữ và giam giữ ở Đại Hoàng Bảo để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai cho người dân. Vào lúc 22 giờ ngày hôm qua, mực nước cao nhất là 8,16 m đã xuất hiện trên cổng phân lũ Vịnh Giai Hòa của Vịnh Thanh Long, vượt mức phân lũ 0,06 m do lập kế hoạch kiểm soát lũ thích hợp và các biện pháp như gia cố kè và gấp rút xây dựng các tiểu khu trước. Đỉnh lũ đã vượt qua sông Vịnh Thanh Long Kiến an toàn vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay và hòa vào sông Triều Bạch một cách suôn sẻ, giành thắng lợi trong chống lũ và ứng cứu. Từ 23 giờ 30 phút ngày hôm kia đến 6 giờ sáng ngày hôm qua, khu vực trung tâm thành phố Thiên Tân có mưa lớn, lượng mưa trung bình tích lũy đạt 74mm, lượng mưa ở quận Bắc Thần là 163,8mm, lượng mưa ở quận Hà Bắc là 132,7mm và lượng mưa ở quận Hồng Kiều là 108,7mm. Do đợt mưa này có cường độ tức thời cao, mưa tập trung, thời gian mưa ngắn và không đồng đều nên đã có 18 ao hồ ở khu vực nội thành Thiên Tân bị ngập lụt. Tính đến 10 giờ ngày hôm qua, tất cả lượng nước tích tụ ở 6 quận của thành phố đã rút đi. Và tính đến 3 giờ ngày hôm nay, phần lớn lượng nước tích tụ ở quận Bắc Thần đã rút đi. Tính đến 7 giờ ngày hôm nay, các trạm bơm nước của thành phố đã tiêu 105,18 triệu mét khối đất nông nghiệp và diện tích úng 2,124 triệu hectare đất nông nghiệp, chiếm 90% tổng diện tích đất nông nghiệp. Hiện còn 69 trạm bơm và 359 tổ máy vẫn đang vận hành, dự kiến trước 18 giờ ngày hôm nay phải tiêu hết nước diện tích đất ruộng còn lại để đảm bảo sản xuất nông nghiệp không bị thất thoát. Hiện tại, cơ quan phòng chống lũ lụt các cấp ở Thiên Tân vẫn đang chờ đợi trận lũ lớn, toàn thể nhân viên bám trụ, chú ý quan sát tình hình mưa, nước, điều kiện làm việc, triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống lũ lụt và cứu hộ.
đảm bảo thành phố an toàn vượt qua mùa mưa lũ. Trần Lôi, Phó Tổng Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quốc phòng Trung Quốc kiêm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước cho biết, lũ lụt thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc vào năm nay đã khiến 319 người chết và 81 người mất tích trên cả nước. Trần Lôi đã giới thiệu tại hội nghị video về công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia rằng sự phân bố lượng mưa ở Trung Quốc nhiều hơn ở phía Nam và ít hơn ở phía Bắc. Cả nước có tổng cộng 319 người chết và 81 người mất tích do lũ lụt. Đây là con số thấp nhất kể từ khi thành lập nước Trung Quốc mới. So với giá trị trung bình cùng kỳ kể từ năm 2022, ngoài thiệt hại kinh tế trực tiếp là 13%, số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai và các chỉ tiêu khác đều giảm đáng kể. Nhìn chung, 5 tháng đầu năm nay tuy có mưa bão lớn nhưng không có hồ chứa lớn và vườn nào bị sạt lở. Mưa lũ lớn nhưng không có đê bao xung quanh nào bị vỡ, hạn hán trên diện rộng nhưng nước sinh hoạt và sản xuất cơ bản được đảm bảo. 5 tháng đầu năm nay, tổng cộng 15,65 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và lợi ích từ việc giảm nhẹ thiên tai đạt 42,2 tỷ nhân dân tệ. Tổng cộng 250 triệu hectare đất đã được tưới tiêu để cứu trợ hạn hán. 22,6 triệu tấn ngũ cốc bị mất và 20,1 tỷ nhân dân tệ thiệt hại về kinh tế đã được phục hồi. Điều này được hiểu rằng, trong giai đoạn kế hoạch 5 năm lần thứ 16, công tác kiểm soát lũ lụt và giảm hạn hán của Trung Quốc sẽ cố gắng đạt được các tiêu chuẩn kiểm soát lũ lụt được xác định trong kế hoạch đối với các khu vực bảo vệ kiểm soát lũ lụt trọng điểm của các con sông chính và sông lớn. Các đoạn quan trọng của các con sông vừa và nhỏ ở Trung Quốc sẽ đạt tiêu chuẩn từ 10 đến 20 năm một lần và các tiêu chuẩn thoát lũ cho các vùng lũ thấp và dễ bị lũ lụt sẽ đạt tiêu chuẩn 5 đến 10 năm một lần. Khả năng chống hạn và các vùng trọng điểm, đô thị và nông thôn được nâng cao rõ rệt. Thưa quý vị, bão Mawa là cơn bão nhiệt đới thứ hai được đặt tên trong mùa bão Thái Bình Dương năm nay. Do Mawa xâm nhập Philippines và miền Nam Trung Quốc gây ra nhiều thảm họa nghiêm trọng. Vào tuần trước, một vùng nhiễu động nhiệt đới hình thành trên Thái Bình Dương ở phía nam tây nam quần đảo Trúc. Vào lúc 9 giờ tối, Trung tâm Cảnh báo bão Liên Hợp đã nâng cấp nó thành áp thấp nhiệt đới. Ngày hôm sau, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã nâng cấp nó thành bão nhiệt đới và đặt tên là Mawa. Nó tiếp tục mạnh lên đợt đầu bộ vào Guam với tư cách là một cơn bão nhiệt đới dữ dội trong ngày 24 vừa qua. Sau đó, đi hướng vào Philippines và mạnh lên thành bão cuồng phong. Trung tâm Cảnh báo bão Liên Hợp đã nâng cấp thành siêu bão vào ngày 22, nhưng nó đã suy yếu thành bão cuồng phong chưa đầy một ngày sau đó. Sau khi suy yếu, bão bắt đầu di chuyển theo hướng Đông Bắc về phía Đông Trung Quốc. Nó quét qua miền Đông Trung Quốc và suy yếu nhanh chóng, sau đó trở thành một xoáy thuận nhiệt đới vào ngày hôm sau và di chuyển đến Biển Hoa Đông. Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan tuyên bố rằng đường di chuyển hình chữ L đặc biệt của cơn bão này là duy nhất trong số các cơn bão tháng 5 được cơ quan này ghi nhận trong 60 năm qua. Tỉnh Quảng Đông đã phát tín hiệu cảnh báo bão màu đỏ. Nhiều thành phố ở tỉnh Quảng Đông dự kiến sẽ bị bão tấn công trực diện. Chẳng hạn như các khu vực lân cận Quảng Châu, bao gồm 20 thành phố Thuận Châu và Châu Huệ, Sán Đầu, Chu Hải, Thâm Quyến. Vì Đài quan sát khí tượng Sán Đầu dự đoán rằng bão sẽ đổ bộ vào bờ biển từ Sán Vị đến huyện Triều Đình và đổ bộ vào Sán Đầu từ tối đến đêm ngày thứ Năm vừa qua, hơn trở thành cơn bão lớn nhất đổ bộ vào Sán Đầu vào tháng 5 trong 57 năm qua và đã phát tín hiệu đỏ vào 12 giờ trưa ngày thứ Năm. Vào sáng ngày hôm qua, do cơn bão suy yếu nhanh chóng, Đài quan sát khí tượng Sán Đầu đã hủy bỏ tín hiệu bão đỏ và tín hiệu mưa bão đen vào lúc 5 giờ 40 phút sáng vào thời tiết địa phương vào sáng hôm qua có nắng. Trụ sở phòng thủ 3 thành phố Sán Đầu đã ban hành một thông báo khẩn cấp vào sáng ngày thứ Năm, yêu cầu sơ tán khỏi nơi nguy hiểm trước 3 giờ chiều và ngừng hoạt động của mỏ đá và mỏ cát. Theo báo cáo của Metropolis Daily, Sán Đầu cho biết, lúc 5 giờ chiều, có 36.812 người trong khu vực nguy hiểm và 13.340 người đi biển và nhân viên chăn nuôi. Các trường trung học cơ sở và tiểu học lớn cũng như trường học dành cho học sinh trung học của thành phố đóng cửa và các lớp học sẽ tiếp tục học bình thường vào ngày hôm sau. Vào lúc 4 giờ 30 phút chiều thứ Năm, cầu Vịnh Sán Đầu và các cây cầu vượt biển khác đã bị đóng cửa, sân bay Sán Đầu đã hủy 23 chuyến bay đến và đi, chủ yếu là các tuyến nội địa như Quảng Châu, Thượng Hải, Bắc Kinh. Và các chuyến tàu vẫn tiếp tục như thường. Khi cơn bão đổ bộ vào Sán Đầu, 8 người ở Sán Đầu đã thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em và 2 người già bị thương. Tại thị trấn Hồng Sương, quận Triều Nam, một trận lở đất do mưa lớn đã phá hủy 3 ngôi nhà và khiến 3 người thiệt mạng. Gần công viên Bắc Giao dẫn đến Yết Dương,
192 ngôi nhà một tầng bị ngập sâu 1,6 mét, gần 3.000 hộ dân với tổng số hơn 6.000 người bị mắc kẹt. Chính quyền khẩn trương huy động 500 cán bộ chiến sĩ sơ tán người dân. Tổng cộng hơn 327.000 cư dân đã được sơ tán khỏi Quảng Đông tại Nam Ao. Hàng chục tàu đánh cá bị bão thổi bay. Thiệt hại kinh tế do cơn bão gây ra là 2,559 tỷ nhân dân tệ và tổng cộng 886.700 hộ gia đình trong thành phố bị ảnh hưởng do mất điện. Tính đến ngày hôm kia, vẫn còn một số ít người dùng chưa khôi phục được nguồn điện. Bão đi qua đảo Nam Ao lúc 1:20 sáng ngày thứ Sáu và hạ cánh tại ngã ba quận Thành Hải và quận Rào Bình lúc 2:15 sáng. Sau khi hạ cánh, nó suy yếu ngay lập tức vào khoảng 7 giờ tối ngày thứ Năm khi cơn bão đến gần. Sán đầu thường có mưa lớn cấp 9 đến cấp 10 và gió giật cấp 12. Về lượng mưa, cả ngày bắt đầu vào lúc 8 giờ tối ngày thứ Tư, đài quan sát Sán đầu đã ghi lại tổng lượng mưa là 187,1mm. Trong khi đó, từ 8 giờ ngày thứ Tư đến 8 giờ ngày thứ Sáu, tổng lượng mưa là 425,3mm. Triều Dương và Nam Áo thậm chí còn ghi nhận lượng mưa hơn 200mm trong 24 giờ. Tại Phúc Kiến, vào khoảng 4:30 sáng ngày thứ Sáu, tại thôn Bản Linh, thị trấn Huệ Bình, huyện Vân Tiêu, thành phố Trương Châu, tỉnh Phúc Kiến đã xảy ra một vụ sạt lở đất làm hai ngôi nhà bị sập, tổng cộng 8 người thiệt mạng và 4 người mất tích. Gần như cùng lúc, một vụ sạt lở đất xảy ra tại làng Thiên Trung, thị trấn Trường Khánh, huyện An Tây, thành phố Tiền Châu, khiến ngôi nhà bị sập và hai bé gái tử vong. Cơn bão đã khiến tổng cộng 20 người chết, 4 người mất tích và 18 người bị thương. Theo thống kê sơ bộ từ Văn phòng Phòng chống lũ lụt tỉnh vào lúc 15 giờ chiều ngày thứ Sáu, 60 huyện và thành phố và 425 thị trấn trong tỉnh đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai, với thiệt hại kinh tế trực tiếp là 3,73 tỷ nhân dân tệ, 3.155.000 người bị ảnh hưởng, 9.600 ngôi nhà bị sập và 709.000 cư dân đã sơ tán. Tại Giang Tây, từ 8 giờ ngày thứ Tư đến 14 giờ ngày thứ Sáu, 20 quận và thành phố ở Cám Châu và Phúc Châu có lượng mưa vượt quá 50mm, Huệ Xương, Thị Kim, An Nguyên và những nơi khác có lượng mưa vượt quá 100mm, trong đó Huệ Xương có lượng mưa lớn nhất là 133,8mm. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!